Xin chào, mình là Victoria. 안녕하세요, Victoria예요. Bây giờ đã đến giờ để đi ngủ rồi. Thế thì nhân tiện đây mình sẽ giới thiệu giới thiệu đến các bạn cách mà người Hàn Quốc chúc nhau ngủ ngon nhé. Tan tan. Các bạn xem phim để ý thì sẽ dễ nhớ thôi. Đó chính là chảy Chen cha, 자기야, 오빠, 아니면, 잘 자, 자기야, 잘 자, 잘 자, 잘, 잘. Các bạn hãy nhớ từ này, tại vì từ này rất thường xuyên xuất hiện ở trong các câu của tiếng Hàn. 잘 가, 잘했어, 잘했어, 잘했어. 잘 가, 잘 공부해. từ 잘 mang rất nhiều ý nghĩa. Các bạn có thể dịch được là tốt, đẹp, ngon, giỏi, khỏe. Trong nhiều câu hỏi cũng sẽ thường xuất hiện 잘 지내? Dạo này thế nào? Đã dạo này tốt chứ? Vẫn tốt chứ? 잘 지냈어? 잘. Và ở đây trong câu chúc ngủ ngon 잘 자, 자. Ở đây là 자다, 자다 động từ ngủ. 잘 자, chúc ngủ ngon, với nghĩa là chúc ngủ ngon. Ở đây cái âm này khi mà nó đứng ở cuối, nó đứng là phụ âm ấy, thì mình sẽ phát âm hơi cong lưỡi lên. 잘, 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 잘 자. Tương tự như thế thì 가다 là động từ đi. Tiện đây thì mình sẽ nói luôn, nó khi mà bạn chào tạm biệt ai đó, hoặc là khi ai đó đi đâu, hoặc là thậm chí lúc nhiều trong nhiều câu nói đùa của người Hàn cũng hay là ô chào có ô chào có nó cắn ta ô chào có cũng rất hay nói như thế này. Mà nếu nói chào chào cũng có câu chảnh trai không? Chảnh trai thường là dùng cho các đôi yêu nhau hoặc là anh em trong nhà thân thiết, bố mẹ, con cái. Chảnh ca cũng là bạn bè thân thiết. Đây là khi mà không có yo, đôi yo, nghĩa là không có kính ngữ. Chảnh sa, à chú chảnh sa. Đây là câu khen. Ồ, thực sự đã làm rất tốt rồi, đã làm rất tốt rồi. 잘했어. 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 Nhưng mà nếu mà nói với ý mỉa mai thì sao? 잘했어. 잘했어. 아주 잘했네. Cũng có thể nói được như thế. Nhưng mà có một điều lưu ý đó chính là câu này sẽ không dùng trong trường hợp mà các bạn mới quen nhau, hay là dành cho khi mà bạn nói chuyện với giáo viên hay là nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình, sẽ không dùng o chả ra o, sẽ không chúc ngủ ngon như thế này, mà sẽ là à nhông hi chu mô xe ho. Đó chính là kính ngữ của từ cha ta. À nhông hi chu mô xe à, chu mô xe chính là kính ngữ. Dạ chúc cô ngủ ngon ạ, giống như thế. Chàng trai ô thì sẽ được dịch là chúc anh ngủ ngon ạ, chúc chị ngủ ngon ạ. Chàng trai ô chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon sẽ dịch như thế này thôi, dạng thân thiết, cực kỳ thân thiết. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 하이 쿵 luyện tập lại nha. 잘 자. 잘. 잘 자. 잘 자. 잘 자. 잘 가. 잘 가. 잘 가. 잘 가. 잘했어. 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 Khi mà âm này nối âm R này nối với cả âm H này thì sẽ là 잘했어. Tại vì khi mà mình phát âm nhanh ấy, chal và từ này nối vào với nhau thì sẽ được nối sang đây sẽ là r. 잘했어. 잘했어. 잘했어.
잘했어. 디 발음 잘 매, 테네라. 제 발음 리엔 라이. 잘했어. 이라 또, 라 또. Bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon, mình cũng phải đi ngủ đây. 잘 자.